cho nên trong số qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Sao đầu giang sẽ là nói sao đầu giang vậy? Tụi đi lẫn chơi là ngồi gì chứ? Thôi, ngày xưa có đồng gian mà đâu phải thì chết rồi. Nhưng mà đẹp quá sợ người mình đẹp luôn. Cố gắng đừng có xin lỗi họ mà thật lượng là đẹp để lòng chồng. Thôi, xấu lắm. Trời, có hồng thằng nữa sẽ đẹp chết luôn. Đẹp, không có lỗi gì đẹp. Giờ lỡ mà xấu thì sao? Cái đầu vừa mới làm xong. Bây giờ thì theo nước mắt là bây giờ phải thay đổi. Bây giờ không biết sao này. Mọi người có thấy đẹp không? Mọi người có thấy đẹp không? A few minutes later. Rồi mai là tóc tôi luôn đó, nhớ là trả tiền nha. Làm gì nha. Nó không thể nào hết được. Ở đi nguyên đầu nó bột mà giờ nó phải những màu dơ dơ. Lấy cái hộp đen đen của mình đâu rồi? Cái này hộp cái nâu. Rồi bây giờ mình để tóc lên giống như thế luôn. Không, theo lại nè. Em sẽ bùa đó. Hay không? Tay không đi của người vậy? Đó, từ lấy cái bột này nè, anh sẽ vào đây rửa tay nè. Tôi đang hết sức có thể rồi. Vì tôn trọng những góp ý cũng như là cái tiêu chí của chương trình. Thực sự là cũng 20 năm rồi mới làm lại một cái màu tóc mới. Người thực hiện tóc thì một người rất là giỏi, cho nên là để cho người ta làm và làm rất đẹp luôn. Tuy nhiên mình quên là trong cái chương trình này thì cũng khó vì mình làm theo cái không gian, cái thời gian á, cái time period á, cho nên là mình phải làm cho nó đúng hơn. Thì Vũ đã hiểu được cái điều đó và cũng tìm cách khắc phục tốt nhất có thể. Cái này là tối hơn, cũng là 8-9 sắc màu. Nhìn cái bút ông tư hết hồn luôn á trời. Đó, ông kia đồng báo rồi là báo luôn. Nhưng mà cũng gì tôi cũng làm được hết trơn á. Mình xử lý được hết. Cái đen này muốn nấu nấu cái gì cơm được hết trơn. Cái chưa, cái chưa. Mình sao là đúng đẹp. Tiêu chí của chương trình này.